Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chỉnh đêm. Thì đêm ở đây nó sẽ có rất là nhiều cách chỉnh, nhưng mà bài hôm nay là mình chỉ chỉnh một phần thôi, rồi mình chia ra thành nhiều bài để cho nó nhỏ 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 các bạn dễ tiếp thu hơn ha. Đây, ok, thì trong đây là cái đêm của mình đây, mình đã đêm sẵn trong cái bảng vị này rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái trường hợp này nè. Khi mà cái đêm này nha, nó có những cái lúc là cái đêm nó hẹp quá, có nghĩa là hai đầu này nó hẹp quá, nó không có chứa được cái đoạn này, không chứa được đủ cái con số này, nên thành ra con số này nó sẽ nhảy ra ngoài này nè các bạn. Đó, nó sẽ nhảy ra ngoài khỏi cái đêm này. Nhưng mà lúc này là các bạn thấy sao, thấy nó đang là cái đường cong không, nó hiển thị là một cái đường cong không? Thì bây giờ cái kiểu này mình thường là mình không thích kiểu này, mình thích nó cái kiểu là nó có một cái đường thẳng lên rồi nó rẽ ngang ra thì kiểu đó nó mới đẹp hơn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tạo ra cái đó ha. Đầu tiên các bạn sẽ chọn vào view cho mình, sau đó các bạn chọn edit type. Thì bảng edit type này sẽ hiện lên này. À, thấy chưa? Type property này. Ở đây các bạn chú ý cho mình, đó là ba cái mục đầu tiên. Mục thứ nhất dimension string type. Lỗi này các bạn để cho mình là continue nha, là cái nét này là nét nét liền này. Mục thứ hai là letter type. Đây, letter type này. Các bạn đổi chỗ này RC thành là cho mình là line nha các bạn. Line có nghĩa là đường thẳng nha. Đây, đổi nó thành line nha. Mình apply cho các bạn xem. Lúc này nó đã trở thành đường thẳng rồi nè. Thấy chưa? Đó. Tiếp theo, cái mục chỗ mà shoulder length này. Là shoulder length dịch ra là cái chiều dài của cái vai. Cái vai có nghĩa là cái chỗ này nè các bạn, cái chỗ mà nó từ chỗ này nó dài ra nè. Thì các bạn chỉnh cho mình là 2 mm nha. Đó, 2 mm hoặc 3 mm cũng được, 3 mm thì nó dài hơn xíu chứ không có gì hết. Đây, mình sẽ apply này, mình sửa nó là thành con số 2 thành số 3 nha. Rồi nhấn apply. Đây. Nhấn vào. Đó, các bạn thấy cánh tay bây giờ là dài hơn không? Rồi cái mục thứ ba là các bạn lưu ý cái chỗ là leader tick mark. Đây. Leader tick mark nó đang là non này. Non là không có gì hết này. Các bạn nhấp vào sổ xuống và chọn cho mình là cái around filler 15 degree, có nghĩa là một cái dấu mũi tên tạo bởi một cái góc 15 độ nha. Bây giờ click vào các bạn sẽ biết này, apply này, thấy chưa, nó có một cái mũi tên này. Cái mũi tên này là cái góc nó 15 độ, là nó thể hiện 15 độ vậy thôi chứ không có gì hết. Ok nha. Thì để chỉnh một cái đẹp như thế này các bạn lưu ý ba mục đó cho mình. Rồi. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và nhấn một like để ủng hộ mình, nhấn chuông để mà khi mà có video mới các bạn sẽ được thông báo bởi YouTube. Rồi, ok, bye bye nha.